Hoài Phương xin chào mọi người. Hôm nay mình có một số máy câu Nhật Bản muốn giới thiệu đến mọi người. Giá sẽ mình báo trên video. Giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k. Bên mình có ship code toàn quốc. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nhé. Sau đây mình sẽ giới thiệu con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên mình muốn giới thiệu với mọi người thì nó sẽ là một con dòng cutter như vậy nha. Con này thì nó chỉ có tên vậy thôi, dòng cutter. IC2000 là tên máy. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc, Korea. Ngoại hình tổng quan thì như thế này nha mọi người. Nhìn chung sáng, có trầy xước theo năm tháng. Con này cổ của nó là cổ carbon, thân carbon. Và tay quay này là tay quay carbon luôn nha mọi người. Nói chung con này là full carbon. Máy thì cũng gọn nhẹ thôi. Ngoại hình tổng quan như vậy. Nhìn chung sáng, cũng có trầy xước vài chỗ theo năm tháng. Còn về thông số cước, như mình nói 2000 thì sẽ là tên. Thông số cước của con này là cước số 4, mọi người vào được là 180m nha. Đây chỗ này cước 4 mình vào 180m. Thì con này size của nó sẽ là size 4000, 2000 là tên máy, 4000 là size máy. Phần nắp thì sẽ như vậy. Lăng sáng, gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt, đấy sẽ là tiếng lưỡi gạt của máy nhé. Thì mọi người có thể xoay qua đây cũng được mà xoay lại cũng được. Con này thì có chặn cước chỗ này luôn. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Gạt cước thì sẽ tốt như vậy nhé. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều ok nha mọi người. Máy quay tới mượt mà. Và con này thì nó sẽ là một con, lúc nãy mình có nói rồi là dòng cutter nha. Thì tên nó bên này IC2000 là tên, size máy là 4000. Hàng của Hàn Quốc, toàn thân carbon. Giá là 200k nha, số 1 200k. Tiếp theo mình đến với con số 2. Số 2 mình muốn giới thiệu thì mình qua đến một dòng Ryobi. Con này sẽ là một con Ryobi Carbonate nha mọi người. Để coi tên của nó là gì. Ryobi Carbonate 200, đây là tên máy. Con này hàng của nó sẽ là hàng Japan nha. Con này thì nó sẽ là chất liệu carbon, cổ là cổ carbon, thân carbon, tay quay là tay quay carbon. Ở đây thì sẽ có chặn cước. Ngoại hình con này thì rất là đẹp nha mọi người. Nói chung là tầm ổng ngoài cũng được tầm 90, rất sáng và đẹp luôn. Ngoại hình tổng quan nè. Máy thì nhỏ gọn à. Tay quay mọi người đổi tay trái hay tay phải đều được. Ryobi Carbonate 200 là tên của con máy. Còn về thông số cước để mình coi thử. Thông số cước mình sẽ có như vậy nha mọi người. Cước số 4 mình sẽ vào được là 150m. Cước 4, 150m. Size máy là 4000, ở đây là chặn cước. Phần nắp thì có chữ Ryobi. Lăng là lăng đá sứ nha, sáng bóng. Gạt cước tốt. Một con máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt, đây là tiếng lưỡi gạt của máy nha. Con này size 4000, ở ngoài thì cũng khá là nhỏ gọn. Mọi người có thể xoay qua xoay lại đều được. Tay quay thì mình đổi tay trái tay phải đều được luôn nha mọi người. Máy chạy. Máy chạy thì mượt mà như vậy. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều mượt. Máy quay tới mượt mà. Và con này nó sẽ là một con Ryobi Carbonate 200 là tên máy. Size máy là size 4000 nha mọi người. Toàn thân carbon, gọn nhẹ. Hàng của nó thì là hàng Japan. Và giá nó là 350k nha. Số 2 350k. Ngoại hình rất sáng đẹp luôn. Rồi tiếp theo mình đến với con số 3. Số 3 mình muốn giới thiệu thì một con rất bền luôn á mọi người. Dòng này sẽ là dòng của Shimano. Tên của nó là Alet XT2000 nha. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Malaysia, xuất qua thị trường Nhật. Màu thì rất là đẹp luôn. Con này sẽ có một cái màu xanh nhẹ nhẹ như vậy. Cối của nó thì khá là dày. Mọi người sẽ thấy là cối dày như vậy nha. Cối là cối kim loại, tay quay kim loại. Núm tay quay là núm gỗ. Và thân của nó là thân carbon. Chạy sẽ chạy hai bạc đạn. Máy ở ngoài thì nhỏ gọn. Ở đây sẽ là chặn cước nha mọi người. Ngoại hình tổng quan nè. Máy rất sáng và đẹp luôn. Nói chung cũng được tầm 90 đó mọi người. Rất sáng đẹp nha. Alet XT2000 nè. Tay quay đổi trái hay phải. Chạy hai bạc đạn. Đây là phần cối nữa nha. Phần cối thì thông số cước của con này á, cước số 2 mọi người vào được là 150m. Con này size của nó là size 2000. Phần cối kim loại như vậy. Đây để mình coi. Đây là tổng quan phần cối nha. Phần cối thì mình thấy là ở trên này thì sáng nè. Cái chỗ cái viền màu sáng thì nó sáng nha mọi người. Và nó có bị ten chỗ này nè đó. Ten như thế nào nè. Y chang mình quay nha mọi người đó. Ten sao mình báo vậy đó. Nói chung cũng xíu xíu cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà mình kỹ nên là mình báo cho mọi người luôn đó. Còn lại thì những góc khác thì sáng. Ở trên này cũng sáng đẹp. Đây là phần nắp. Lăng nha mọi người. Lăng sáng bóng. Gạt cước tốt.
Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt, đây là tiếng lưỡi gà của máy, thì mọi người có thể xoay qua xoay lại đều được. Và dòng này dòng rất bền luôn. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Tay quay nó sẽ là dạng gập nha. Mình bấm nút đây, gập lại sử dụng mở ra. Máy chạy. Máy chạy em ru à. Con này có chế độ chặn là dừng liền như vậy. Rất mượt mà luôn nha mọi người. Đảo chiều. Đảo chiều êm. Máy quay tới. Máy quay tới rất là mượt mà. Và con này thì con Shimano. Dòng của nó là Shimano nha mọi người. Shimano Alet XT2000. Tên là 2000, size cũng là size 2000 luôn. Cước 2 thì mọi người sẽ vào được là 150m. Size 2000, máy thì sáng đẹp. Chặn thì dừng liền, chạy 2 vạc đạn. Hàng của nó sẽ là hàng của Malaysia nha. Giá là 450k. Số 3, 450k. Tiếp theo mình đến với con số 4. Số 4 thì mình đến với một con Shimano nhỏ. Con này sẽ là một con Shimano Abeto XT1000. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Malai. Đẹp thì cũng tầm 90, có khi hơn. Nhưng mà thôi báo vậy thôi. Con này cối của nó là cối kim loại cũng rất là dày như vậy. Cối kim loại. Thân này sẽ là thân carbon nha mọi người. Tay quay là tay quay kim loại luôn. Sáng đẹp. Ngoại hình tầm 90. Nếu mà tối đa luôn thì chắc tầm 95. Máy thì nhỏ gọn, màu xám lông chuột như vậy. Ở ngoài nó cũng nhỏ gọn như vậy nè mọi người. Abeto XT1000 là tên máy. Tay quay độ trái hay phải, ở đây là chặn cước. Còn về thông số cước của nó mình sẽ có là cước 1.5 như vậy. Thì mọi người sẽ vào được là 130m, size dao động tầm 1.000 đến 1.500. Phần cối nè. Cối thì mình lấy sáng đẹp nha. Đây, cối rất là sáng đẹp. Phần nắp. Nắp thì sẽ như vậy. Lăn sáng. Và cước tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt, đây là tiếng lưỡi gà của máy nha mọi người. Tiếng lưỡi gà này mọi người có thể xoay qua xoay lại cũng được. Tiếng lưỡi gà rất là thanh. Tay quay mình đổi trái hay phải đều được. Tay quay là dạng gập, chỉ cần bấm nút ở đây, gập lại sử dụng mở ra. Máy chạy. Máy chạy êm lắm luôn. Chặn là dừng liền như vậy, rất mượt mà. Đảo chiều. Đảo chiều êm ru nha mọi người. Máy quay tới êm ru luôn. Đây nó sẽ là một con Shimano Abeto. Dòng máy là Abeto XT1000. Size máy thì size dao động tầm 1.000 đến 1.500. Hàng của Malaysia, chặn là dừng liền. Ngoại hình sáng đẹp. Con này có giá là 600k. Số 4, 600k, size nhỏ nha. Rồi tiếp theo mình đến với lại là con số 5. Số 5 thì dành cho ai thích cối nông, mô vin chết. Con này nó sẽ là một con của Shimano. Đâu rồi cái chữ Shimano, đây nè mọi người, Shimano nha. Tên của nó là Aero. Aero này mọi người, 5.000 là tên máy. Dòng máy carbon thì mình thấy ở đây nó có ghi là carbon luôn. Rồi chế độ nó có hai cái chế độ gì nữa nè mọi người, system này nè. Ratio của con này thì sẽ là 1:3.8 nha, Titanus. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan. Japan như vậy. Này để mình zoom vô kỹ một xíu. Đây Japan. Con này về chất liệu của nó, cối này sẽ là cối carbon, thân này thân carbon và tay quay kim loại. Ngoại hình máy thì rất là sáng đẹp, thì mình zoom một vòng cùng mọi người nha. Đây. Ngoại hình máy ở đây thì mình thấy có logo gì nữa nè mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Phía sau nè. Tay quay thì mình đổi tay trái tay phải đều được rồi nha. Ở đây là lỗ chặn cước. Tên của nó là 5.000. Ở đây cũng là lỗ chặn cước luôn. Còn về thông số cước của nó thì con này á, cước số 5 là mọi người đã vào được trong 200m rồi, cộng với cái tab blind thì con này size dao động của nó cũng phải tầm 6.000 nha, có khi hơn á. Nhưng mà thôi mình cứ báo 6.000 thôi. Cước 5 là 200m cộng với cái tab blind này mọi người, size tầm 6.000. Phần nắp thì sẽ như vậy, Shimano. Đây là phần lăng nha mọi người. Gạt cước tốt. Và điều quan trọng thì mình lại nhắc lại thôi. Thì con này là cối nông, mô bin chết. Cối nó sẽ không xoay được nha, là nó đứng im như vậy. Cối nông, mô bin chết. Tay quay trái phải đều được, tay quay dạng gập. Thì mọi người để mình coi vặn hướng này. Mình vặn hướng này nha. Xong mình gập lại. Tay quay sáng đẹp như vậy. Mở ra thì mình vặn tới thôi là xong. Đổi tay trái, tay phải đều được luôn. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều luôn. Đảo chiều cũng rất là mượt luôn này mọi người. Đó, đảo chiều cũng rất mượt. Máy quay tới nha. Máy quay tới mượt mà. Và con này á, thì nó sẽ là một con Shimano Aero 5000 là tên. Size nó thì cước 5 200m cộng với tab blind, size tầm 6.000. Hàng Japan nha, ngoại hình mình thấy cũng sáng đẹp đó. Và con này có giá là 300k nha. Số 5, 300k. Cối nông, mô bin chết. Rồi tiếp theo mình đến với con số 6.
Số 6 thì đến với một con cuối năm mua bên chết rất đẹp luôn. Con này là dòng của Daiwa nha. Con này là con Daiwa này mọi người. Powercat 30T là tên máy. Thì con này hàng của nó sẽ là hàng của Japan nha. Về ngoại hình rất rất đẹp. Màu mọi người sẽ thấy là sang ha. Màu của nó thì sẽ là màu xám nhẹ kết hợp với xám đậm như vậy, rất đẹp luôn. Ở đây thì sẽ là chặn cước ngoại hình tầm 90-95 nha mọi người. Ở ngoài đẹp lắm. Cối carbon, thân carbon, tay quay kim loại nè. Power handle này mọi người. Đấy, rất là đẹp ha. Phía sau tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Ở đây thì mình thấy nó có hai cái nẹp hai bên như vậy, khá là thú vị nha mọi người. Đây, cái này thì có thể di chuyển được trong cái phạm vi của nó. Lăng mạ vàng sáng bóng luôn. Rồi để mình coi còn cái thông số gì thú vị không. Ở đây là chặn cước nè. Radio con này thì cực kỳ cao nha. Radio của nó là 15.1 luôn. Còn về thông số cước là cước 6 mọi người, vào được 160m. Size máy sẽ là size 6000. Phần cối thì sáng đẹp rồi. Phần nắp thì sẽ như vậy, có chữ Daiwa. Gạt cước hoạt động tốt. Và điều quan trọng thì nhắc lại lần nữa, con này là con cối 5 mô binh chết nha mọi người. Cối nó sẽ như vậy. Đây. Tay quay mình đổ trái hay phải đều được. Tay quay dạng gập, bấm nút gập sử dụng mở ra thôi. Nhanh gọn. Máy chạy cực kỳ mượt mà. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều êm ru nha mọi người. Đây mọi người sẽ nghe cái tiếng đảo chiều của nó nè. Rất là êm luôn ấy. Rồi mình quay tới. Máy quay tới thì mượt mà. Và con này nó sẽ là một con Daiwa nha. Powercat S30T. Hàng của nó thì sẽ là hàng Japan. Một con cối nông mua pin chết. Ngoại hình rất đẹp. Con này nó sẽ có giá là 850k nha. Số 6 850k. Tiếp theo mình qua đến với con số 7 nè. Số 7 thì mình sẽ đến với một con dòng carbon siêu bền. Con này sẽ là Shimano Abeto 6000. Hàng của nó sẽ là hàng của Malaysia. Ngoại hình nói chung đẹp với mọi người, tầm 85-90. Rất sáng đẹp như vậy. Cối của nó là cối carbon, thân carbon, tay quay là tay quay kim loại. Chỗ này là chặn cước. Ngoại hình tổng quan thì mọi người zoom cùng mình ha. Sáng đẹp như vậy. Nói chung cũng có trầy xước một vài chỗ gì đó. Abeto 6000. Tay quay đổi trái hay phải đều được. Rồi còn về thông số cước, cước 6 mình vào 150m thì size là 6000 rồi. Phần nắp thì sẽ như vậy. Lăng sáng. Gạt cước tốt. Một con máy sóng được gà hoạt động tốt. Đây là tiếng được gà của máy. Mọi người xoay qua xoay lại cũng được nha. Mình xoay qua đây, xoay lại cũng được. Ngoại hình thì chắc đẹp tầm cỡ 90 đấy mọi người. Tay quay đổi trái phải đều được nha. Dạng gập, bấm nút, gập lại, sử dụng mở ra thôi. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Con này có chế độ chặn là dừng liền như thế này nha. Rất mượt luôn. Đảo chiều. Đảo chiều cũng êm ru à. Máy quay tới mượt mà. Và con này thì nó sẽ là một con Shimano Abeto 6000 là tên máy. Size máy cũng size 6000 luôn nha mọi người. 6000 chỗ ngoài nhìn máy cũng khá là to chứ không có nhỏ lắm đâu. Thì con này là Shimano Abeto 6000, size 6000, hàng Malaysia xuất Nhật. Giá là 950k nha, số 7 950k. Tiếp theo mình đến với số 8 dành cho ai thích là máy có cốt trợ lực. Con này nó sẽ là một con Daiwa Sportmatic GS4000 là tên máy. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan. Và ngoại hình con này rất đẹp luôn nha mọi người. Nói chung là chắc cũng tầm được 90 ha, 90. Nói chung là vậy đi. Con này cối của nó là cối kim loại, thân kim loại, tay quay này là tay quay kim loại. Thì mình zoom một vòng cùng mọi người nha. Con này ở ngoài ngoại hình rất sáng và đẹp luôn. Đây nha mọi người. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Rồi để mình coi thông số cước của nó. Về thông số cước mình có như vậy. Cước 10 mình vào được là 150m. Tối thiểu là cước 7 225 100. Tối đa cước 10 150. Size 10.000 nha. Phần cối nè. Cối thì mình thấy cũng sáng đẹp như thế này. Phần nắp. Lăng sáng. Gạt cước tốt. Một con máy sóng nữ gà hoạt động tốt. Thì đây là tiếng nữ gà của máy. Nhưng mọi người có thể xoay qua xoay lại gì đó cũng được. Tiếng nữ gà khá là thanh. Con này thì có cốt trợ lực bên trong. Đây là phần nắp nha mọi người. Đây là phần cối rồi. Đây. Thì mọi người mở như thế này. Đây là bên trong rất là sáng đẹp luôn. Bên trong nha mọi người. Cái này là lông đèn của nó. Thì bên trong mọi người sẽ thấy nè. Rất sáng và đẹp ha. Sáng bóng luôn á mọi người. Đây cốt trợ lực thì rất là đẹp rồi. Còn đây là phần cối của nó nha. Đây cái này. Cái này thì mọi người nhớ gắn cho nó vào khớp nha. Tại dòng cốt trợ lực thì nhớ gắn cho nó vào khớp như thế này. Sau đó thì mình mới lắp cái nắp nó lại.
Và đây là cái nắp. À, ngoài cốt trợ lực thì con này còn có điểm thú vị nữa mọi người, mình quên giới thiệu mất tiêu. Đây, con này thì nó chạy tới hai bạc đạn nha. Ở đây nó sẽ ghi cho mọi người là hai bumbering là hai bạc đạn. Bên này là ratio cao, ratio là 14.7 luôn. Rồi, tay quay thì mình là dạng gập, mình bấm nút ở đây. Gập lại, sử dụng mình mở ra thôi, đổi tay trái, tay phải đều được. Máy chạy mượt mà như vậy. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều nha. Đảo chiều rất là mượt luôn mọi người. Máy quay tới nè. Máy quay tới mượt mà. Sau con này nó sẽ là một con Daiwa Spotmatic GS4000 là tên máy nha. Thì size của nó sẽ là size 10.000, chạy hai rạc đạn, cốt trợ lực, toàn thân kim loại, hàng Japan. Con này nó sẽ có giá là 1.200.000 nha. Số 8, 1.200.000, ngoại hình rất sáng đẹp. Rồi tiếp theo mình đến với con số 9. Số 9 lại tiếp tục đến với cốt trợ lực nữa này mọi người. Hôm nay cốt trợ lực rất là nhiều ha. Thì con này nó sẽ là một con của thương hiệu là Ryobi. Tên của nó sẽ là Ryobi nha mọi người, Powerful No 5. Con này chạy là chạy 3 vạc đạn nha, 3 Bumbering thì là 3 vạc đạn. Hàng của nó thì sẽ là hàng Japan nha. Cái này nó sẽ có chữ là Made in nha mọi người, Japan như vậy. Con này cối của nó là cối kim loại, thân kim loại, tay quay kim loại. Ngoại hình thì chắc cũng tầm 90 á mọi người, rất sáng và đẹp như vậy. Nó sáng bóng này. Tay thì có chữ Ryobi luôn, ngoại hình thì zoom cùng mình ha. Con này á nó sẽ có ratio là 14.3 là ratio của máy thì ngoại hình như vậy. Tay quay mọi người đổi trái hay phải đều được luôn nha. Còn về thông số cước của máy mình sẽ có là, ôi con này cước cũng vô được nhiều lắm nè mọi người. Con này cước 12 mà mọi người đã vào được 220m nha. Thì size của nó là hơn 12.000 á, nhưng mà thôi mình cứ báo 12.000 thôi nha mọi người. Cước 12, 220m. Powerful No 5 Ryobi, ratio 14.3, hết rồi mọi người. Còn đây là phần cổ nha, phần cổ thì sáng đẹp. Có tay nhẹ một chấm chỗ này nha mọi người. Đây, có sao mình báo vậy à. Tại tính cũng khá là kỹ nên là mình phải báo kỹ. Ở đây thì sẽ có chặn cước nha. Phần nắp thì sẽ dày. Lăng sáng này mọi người, còn có cái phần chỗ này bảo vệ con lăng nữa nè. Lăng sáng. Có mấy cái phần này thì con lăng nó rất là chắc luôn á. Và cước tốt. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây sẽ là tiếng lưỡi gà của máy nhé. Đây thì mọi người có thể xoay qua xoay lại gì đó cũng được. Đây là tiếng lưỡi gà của máy. Thì như mình nói lúc đầu rồi, con này sẽ có cốt trợ lực. Đây là phần nắp nè. Đây là phần cố nhé. Bên trong. Còn đây là phần cốt trợ lực này mọi người. Đây. Cốt trợ lực thì rất là to nha. Bên trong thì sẽ dài sáng đẹp. Còn đây là phần cố của nó. Đây thì cái này mọi người cũng gắn cho nó vào khớp ren của nó. Cái này mọi người siết nắp ở đây. Tay quay thì mình đổi tay trái tay phải đều được rồi. Tay quay nó sẽ là dạng gập. Thì mọi người trượt cái này tới. Là mình gập lại như vậy nha. Sử dụng thì mình mở ra mình trượt ngược lại là được. Đổi tay trái phải gì đó cũng được hết đó mọi người. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Chắc chắn. Hoạt động tốt. Đảo chiều ok nha mọi người. Đây đảo chiều cũng mượt ấy. Quay tới nó mượt mà. Và con này nó sẽ là một con Ryobi Powerful No 5. Size cũng lớn nha mọi người, size 12.000. Có khả năng là hơn 12.000 luôn thôi. Nhưng mà mình báo là 12.000 thôi ha. Con này có chặn lỗ chặn cước thì nó nằm ở đây. Size 12.000. Hàng Japan, toàn thân kim loại, cốt trợ lực 3 bạc đạn. Giá là 1.250.000 nha. Số 9, 1.250.000. Tiếp theo mình đến với con số 10. Một con khá là đặc biệt. Tại lần đầu tiên mình bán dòng đuổi chuột này mà có tới 2 cố luôn á mọi người. Đợt này nó về con này 2 cố luôn. Thì đầu tiên nó có một cái bao đi kèm á mọi người. Bao của nó thì sẽ là bao của Daiwa như vậy nha. Đây bao nè. Đây bao. Là bao máy. Rồi bây giờ mình đến với con máy ha. Đầu tiên là về cái cối đi kèm của nó nha mọi người. Thì nó sẽ là cũng là như vậy thôi. Đây cái tên của nó nè. Thì mọi người sẽ thấy nó cũng sẽ là carbon nè, spool nè mọi người. Rồi về tối thiểu nha. Tối thiểu thì mình giới thiệu cái này trước, tí giới thiệu cái này sau chứ cầm gì nó hơi vướng. Thì con này nó sẽ có những thông số như vậy nha. Về thông số tối thiểu của nó là economy nè mọi người. Thì cước 6 mọi người vào 120 đai qua ha. Còn tối đa của nó là cước 7 mọi người vào được 160. Là như vậy. Ở đây là chặn cước, phần cối thì sáng đẹp. Đây là phần nắp, đây là bên trong nha. Thì mình thấy sáng đẹp như vậy. Rồi bây giờ mình đến với con máy nè. Con máy thì nó sẽ là một dòng
Daiwa mọi người, Spotlight ST2000RD. Và cái dòng đôi trụ này khách của mình cực kỳ thích luôn nha, tại vì xài rất là bền á. Thì con này hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan như vậy. Ngoại hình tổng quan thì con này nhìn chung sáng đẹp, nói chung là cũng tầm 90 mọi người, 85-90 nha. Thì mình cứ dao động vậy cho mọi người dễ hình dung. Con này cổ của nó sẽ là cổ carbon, thân này là thân kim loại, tay quay kim loại, sáng đẹp như vậy. Ngoại hình thì chắc cũng là tầm 90 đi ha, tại vì thấy nó còn sáng đẹp quá nè mọi người. Máy thì ở ngoài cũng khá là gọn, gọn đẹp nha. Đây phía sau, phía dưới luôn. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được hết. Còn về thông số cước thì con này á, tối thiểu là cước 6 mình vào được 120m nha. Và tối đa thì sẽ là bên này, tối đa là cước 7, mọi người sẽ vào được là 160m. Thì con này mình tính theo thông số giữa tối thiểu và tối đa, thì xa nó sẽ dao động là tầm 6-7 ngàn nha mọi người. Nói chung là 6 ngàn để cho dễ ha. Tối đa cước 7 160, tối thiểu là cước 6 120. Mình tính con này size 6 ngàn cho dễ. Phần cổ thì sáng đẹp như vậy. Đây là phần nắp này mọi người, lăng nha, lăng sáng bóng. Và phần cổ con này thì có chặn cước chỗ này luôn nha. Gà cước hoạt động tốt, 4 tăng tốc, một con máy sóng nha mọi người. Lưỡi gà hoạt động tốt thì mình sẽ mở ở phía sau này. Đây, máy sóng, lưỡi gà hoạt động tốt. Thì mọi người có thể xoay qua cũng được, mà mình xoay lại cũng được à. Nghe tiếng lưỡi gà nó xích xích đó mọi người ha. Hay hay. Mình xiết mô bin, mình xiết phía sau này giùm mình nha. Dòng đuôi chuột sẽ xả và xiết ở sau. Tay quay dạng gập, bấm nút này là gập lại, sử dụng mở ra. Cố con này là cố carbon, thân và tay quay nó thì đều là kim loại nha, chỉ có cố là carbon thôi. Đây, máy chạy nha mọi người. Máy chạy thì rất là mượt mà như vậy. Chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều nè, đảo chiều êm ru luôn. Đây, mình quay lại một lần nữa cho mọi người cảm nhận ha. Đây là lúc đảo chiều của nó nha mọi người. Con này đảo chiều rất là êm luôn. Máy quay tới, máy quay tới thì mượt mà. Và đây thì nó sẽ là một con Daiwa, dòng là Spotlight nha mọi người, ST2000RD, dòng máy đuôi chuột, tên là 2000, size của nó sẽ là tầm 6000. Con này thì có một cối trong này, một cối đi kèm bao máy nữa. Hàng thì hàng Japan nha. Và con này có giá là 1.300.000, số 10, 1.300.000. Tiếp theo mình đến với con 11. 11 thì mình qua đến một con khá là hay. Thì con này nó sẽ là một dòng của Olympic nha, size cũng lớn á mọi người. Đây là con Olympic, ở ngoài thì máy khá là to. Con này thì nó sẽ là một con Olympic Lego DXNO 1 là tên. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan nha mọi người. Japan như vậy, made in Japan. Ngoại hình thì rất là sáng đẹp luôn, nói chung là cũng tầm 85-90 gì đó, sáng và đẹp như vậy. Thì ngoại hình mọi người tham khảo nè. Ngoại hình sáng đẹp, con này cố kim loại, thân kim loại, tay quay kim loại nha. Ngoại hình tổng quan sáng đẹp. Con này ở ngoài cầm nhìn rất là chắc luôn. Về bạc đạn nó sẽ có hai chữ 2BB nha mọi người, là 2B Marine. Con này chạy hai bạc đạn nha. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Ở đây thiết kế hình con mắt rất là đẹp. Rồi về thông số cước mình sẽ có như vậy. Tối đa của mình là cước 10, mình vào được 230m. Con này size của nó sẽ dao động tầm khoảng 10 đến 12 ngàn nha, chứ không có nhỏ nha mọi người. Về tối thiểu là cước 6, 390, 100. Tối đa cước 10 mà mình đã vào được 230 thì size dao động nó tầm 10 đến 12 ngàn. Trọng lượng 765g, ratio là 14.78. Lego DXNO 1 là tên rồi, phần cổ nha. Phần cổ thì mọi người có thể tham khảo qua một vòng. Cổ thì mình thấy sáng và đẹp như vậy. Đây là lỗ chặn cước, phần nắp. Lăng đá sứ sáng, gà cước tốt. Máy sóng được hoạt động tốt, đây là tiếng gà của máy nha. Thì mọi người xoay qua, xoay lại gì đó cũng được. Tiếng lưỡi gà con này khá là thanh. Tay quay là dạng trượt, mọi người chỉ cần trượt đây, gặp lại, sử dụng mở ra thôi, nhanh gọn lắm luôn. Ở đây nó có hình mũi tên nè mọi người, thì mình cứ trượt theo mũi tên này là được nha. Gặp lại, sử dụng mở ra, nhanh gọn, đổ tay trái, tay phải đều được. Máy chạy, máy chạy mượt mà. Chốt chặn, hoạt động tốt. À, con này nó có chế độ hay lắm mọi người. Đây là khi có tiếng nha, thì mọi người đảo chiều nó sẽ có tiếng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái chế độ tắt tiếng của nó nè. Là mọi người nghe là máy êm ru đúng không? Chốt chặn, hoạt động tốt và đảo chiều là nó cũng không có tiếng luôn mọi người. Nghĩa là khi mà mình đảo chiều không có tiếng á, là mình quay tới nó cũng sẽ không có tiếng nha. Đây. Và khi mà mọi người bật tiếng là mình quay tới có tiếng nè. Đảo chiều cũng sẽ có tiếng luôn nha mọi người. Nó sẽ dài.
khá là thú vị ha. Rồi và mình giới thiệu con này lại một lần nữa. Con này nó sẽ là một con của thương hiệu là Olympic nha mọi người. Olympic Letgo DXNO 1 là tên máy. Thì con này trọng lượng nó cũng khá là nặng nên là mọi người lưu ý giúp mình nha. Trọng lượng nó tới 765g luôn. Toàn thân của nó sẽ là kim loại, size dao động tầm 10 đến 12 ngàn. Chạy thì chạy 2 bạc đạn. Và con này có một cái chế độ là tắt bật tiếng kêu. Khi mình bật tiếng kêu là mình đảo chiều cũng sẽ kêu, và mình tắt tiếng kêu đảo chiều nó cũng sẽ tắt tiếng kêu nha mọi người. Hàng của nó sẽ là hàng Japan như vậy. Và giá của nó là 1 triệu 300. Tiếp theo mình đến với con 12. 12 mình qua đến một con máy màu vàng rất là đẹp luôn. Con này nó sẽ là dòng của Daiwa nha mọi người. Daiwa Hipower Million Max 9000. Đây là tên nha. Con này chạy tới 3 bạc đạn, 3 bơm ring. Radio là 13.1 nha. Mấy cái dòng radio mà chậm thì nó tải cá rất là khỏe luôn á mọi người. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan như vậy. Con này về ngoại hình chắc đẹp tầm 85-90 nha. Ở ngoài rất sáng và đẹp luôn. Cối của nó là cối kim loại, thân kim loại, tay quay kim loại. Mình zoom một vòng của mình ha. Ngoại hình rất là đẹp, tầm 85-90 gì đó. Sáng đẹp như vậy. Phía sau nè mọi người, tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được luôn. Và con này dành cho ai thích size to nha. Size nó rất là to. Thì đây, Million Max. Size máy nha mọi người. Để mình mở chỗ này ra cho dễ. Thì size máy nó sẽ như vậy. Tối đa luôn á là cước 20 mọi người vào được 125. Còn tối thiểu là cước 12 mình vào 140. Tối đa nữa là cước 16 170. Thì con này size của nó sẽ là size 16 ngàn nha. Size 16 ngàn. Đây mọi người sẽ thấy này, phần cối thì màu vàng rất là đẹp như vậy. Sáng và đẹp phía trên luôn. Mình zoom. Cối rất đẹp ha. Đây là phần nắp. Màu vàng của nó ở ngoài nhìn đẹp lắm mọi người. Lăng của nó sẽ là lăng sáng bóng như vậy. Và nó có một cái phần bảo vệ con lăng như vậy. Mấy con lăng như vậy thì rất là chắc nha mọi người. Tại mọi người nhìn cái khung lăng của nó nè, cực kỳ chắc luôn. Lăng thì to và sáng như vậy. Gạt nước tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Mọi người nghe tiếng lưỡi gà con này mới thấy nó đã nè. Tiếng lưỡi gà rất là đã luôn á. Vừa vang vừa thanh nữa. Mọi người có thể xoay qua xoay lại gì đó cũng được nha. Con này có cốt trợ lực. Đây là bên trong nó. Phần nắp nha mọi người. Phần cối nè. Cối rất đẹp ha. Bên trong sáng đẹp như vậy. Còn đây là bên trong của nó. Rất đẹp luôn. Đây là phần cốt trợ lực nha mọi người. Sáng đẹp nè. Đây bên trong rất đẹp. Còn đây là phần cối của nó nha. Đây cối đẹp luôn. Tiếng lưỡi gà thì cực kỳ vang và thanh. Còn đây là phần nắp của nó. Gạt cước tốt. Tay quay mình đổi tay trái hay phải đều được luôn nha. Tay quay nó là dạng gập, mọi người chỉ bấm nút ở đây là mình gập thôi, sử dụng mở ra. Máy chạy. Máy chạy thì cực kỳ mượt mà. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Và con này có chế độ tắt tiếng luôn mọi người. Nên là khá là thú vị. Nhiều khi mình muốn yên tĩnh á, không có tiếng thì mình có thể tắt tiếng như vậy nữa. Rồi. Cái này là đảo chiều nha mọi người. Đảo chiều thì êm ru à. Con này ngoài rất là êm luôn á. Êm mượt. Đảo chiều êm. Máy quay tới mực mà đây là không có tiếng nha. Khi mà mình cần yên tĩnh. Còn khi mà mình muốn nghe cho nó vui vui cái tai á mọi người, thì mình sẽ mở cái này lên. Cái nào thì cái con này nó cũng chiều được hết luôn. Thì đây nó sẽ là một con Daiwa Hipower Million Max 9000 là tên nha mọi người. Size của nó thì size tới 16.000 luôn. Dành cho ai thích size lớn câu cá khủng nha. Size 16.000 chạy thì chạy 3 bạc đạn. Có chế độ tắt bật tiếng kêu. Và có cốt trợ lực luôn. Hàng Japan màu vàng đẹp. Con này thì nó sẽ có giá là 1.600.000 nha. Máy 12 1.600.000. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người.